phê tê tái luôn các bác nhé. Mà giá thì chưa đến 2 triệu cho một sản phẩm Onkyo đồng ly X7A phối ghép với cặp loa DS7GX DV. Đấy, dòng loa này thiết kế cái màu nó rất là đẹp, bát trắng luôn, bát 13 gân cao su di nguyên bản. Loa con này rất đẹp và đầu âm ly về cũng tương đối đẹp các bác nhé. Và giá con này em giao lưu với tất cả các bác và anh em là 1.880.000 đồng thôi anh em nhé. Đấy, bộ dàn khá là đẹp. Đây em quay hình thức cho tất cả các bác và anh em mình cùng xem luôn cụ thể chi tiết. Đấy, như em nói thì đây anh em có thể thấy loa vuông thành sắc cạnh và rất là đẹp. Đề can nâu màu gỗ, kiểu nâu gỗ, nâu ốc chó ấy, nó sáng hơn màu ốc chó một tí. Đấy, nâu đỏ nhé, màu nâu đỏ. Đấy, loa rất đẹp và nặng luôn. Đầu âm ly thì đây cũng tương đối là ok các bác nhé. Trời xước một chút xíu thôi do vận chuyển, rồi do thời gian sử dụng. Tóm lại là đầu âm ly thì nó cũng đẹp ở mức độ tương đối. Còn cặp loa thì em thấy là đẹp gần như xuất sắc. Đấy, với trên của loa đây. Đấy, đầu âm ly đây, ê căng nhé, ê căng thì đẹp luôn nhé. Ê căng cái bao đẹp tuyệt vời cho các bác nhé. Đấy, ê căng đây. Đấy, lưới có thể nhìn thấy, khi anh lắp loa có thể nhìn thấy loa bên trong nữa. Đây nha các bác nhé, đầu âm ly đây. Nói chung âm ly thì vẫn có chảy xước các bác nhé, vận chuyển mà không tránh được đâu với do thời gian sử dụng nữa. Đèn quắc cực sáng luôn. Dàn này thì nó có chế độ chơi điện thoại, máy tính, tivi, bluetooth qua cổng 3.5 vẫn như mọi dàn khác. Và đặc biệt là dàn này có cả giải mã từ smart tivi xuống qua cổng quang để cho anh em mình chơi giải mã tivi nếu như em có nhu cầu chơi giải mã các bác nhé. Đấy. Các cái chức năng về phần đĩa của con này thì đĩa CD của nó thì mắt nó có đọc. Tuy nhiên mắt của nó đọc hơi chậm, loát hơi lâu một tí em nhé. Thì em lát em sẽ test cho các bác xem. Đây phía sau của đầu âm ly đây, cổng giải mã các bác cắm cổng in cho em nhé. Dây loa khi mua về đấu đúng màu đen và màu đỏ hộ em, đúng màu cho em nhé. Đầu âm ly đây. Con này công suất tiêu thụ điện là 48W, con này made in Japan. Các cổng kết nối line bao gồm có line này, tab này và serum này. Anh em cứ cắm ở cổng in cho em được nhé. Cứ cắm cổng in là chơi nhé. Còn cổng out là không, em không cắm. Đây, loa đây các bác nhá, vuông vắn nhá. Đấy, loa vuông vắn luôn. Nói chung bộ này tương đối loa, tương đối là đẹp đấy ạ. Đầu âm ly cũng đẹp tương đối. Không được xuất sắc nhưng cũng tương đối. Dòng này mà chơi bolero thì phải nói thực sự các bác là tê tái luôn. Đấy. Vừa rồi là em test cái chức năng line là kết nối điện thoại các bác nhá. Con này ngoài ra có cả giải mã này. Anh ấn cho em một nút ở đây có chữ input nhá. Ấn sang trái hoặc sang phải đều được. Về chế độ nó ghi là chế độ digital, là chúng ta sẽ chơi giải mã từ TV xuống các bác nhá. Đấy. Đây là chơi giải mã các bác nhé. Đấy. Còn chơi đĩa thì anh em sẽ ấn vào đây, ra vào đĩa này. Đấy, play đĩa ở đây. Đĩa thì nó sẽ loát một lúc các bác nhé. Đấy. Nói chung là đĩa của con này thì nó loát mất khoảng độ một lúc nó mới chạy được. Mắt đọc của nó cũng hơi kém rồi. Đấy, đã lên số này là chạy rồi nhé. Đây. Đấy. Nói chung là đĩa ở những cái dòng hàng bãi thì thường thường nó cũng kém, nhất là Onkyo người ta khai thác rất nhiều, bên Nhật họ khai thác nhiều lắm về phần mắt đọc, cho nên là mắt đọc nó tuổi thọ nó kém dần rồi các bác nhé. Đấy, chủ yếu bán cho các bác chơi giải mã từ TV xuống, hoặc là anh em nào mà chơi qua điện thoại, máy tính hoặc TV hoặc Bluetooth thì anh em mua cái bộ này. Đây nhé, chuyển về chế độ chơi điện thoại nhé, các bác ấn chạm nút input này nhé. Về chế độ nó ghi là chế độ live, nên là cắm cái cổng live mà. Đây, cắm cổng live, đây có cả cổng tab và cổng serum đây nhé. Thì mình cắm cổng live mình sẽ chơi cổng live. Đây, live đây. Thì sẽ chơi điện thoại. Làm thương nhiều hỏi thăm ai cũng biết tôi lên. Bộ này thì như em nói ban nãy giao lưu với giá là 1.880.000 đồng cho các bác anh em nhé. Anh em lưu ý là tất cả các đơn hàng mua hàng bên Trung Kiên Audio, bên em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác mua hàng chuyển khoản đủ. Có anh em nào mua chuyển cọc thì bên em vẫn giao hàng, tuy nhiên thì các bác chuyển cọc vui lòng trả tiền phí ship giúp em. Còn chuyển đủ em hỗ trợ 100% tiền phí ship các bác nhé. Đấy, anh em chú ý. Bộ này thì với cái giá vừa mới nêu thì chưa bao gồm phụ kiện, chưa có đổi nguồn và dây rắc. Bác nào chưa có đổi nguồn, chưa có dây rắc, chưa có Bluetooth, chưa có USB, chưa có đèn LED vân vân thì các bác sẽ mua thêm ngoài giúp em nhé. Bên em phục vụ tất cả các phụ kiện đấy, tuy nhiên các bác phải mua riêng. Bởi vì giá em báo là giá dàn thôi, để nói cho anh em nắm được. Rồi bác nào chốt liên hệ với em số Zalo 0975 575 262 giúp em nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác. Bây giờ thì xin mời các bác cùng nghe qua chất âm của sản phẩm. Một chiều mây trôi anh ngỏ lời yêu có tôi, chỉ yêu tôi.
không gian dối, lòng tôi thấy bồi hồi. Tôi yêu anh, mây mùa trăng khuyết lại tròn, đời bỗng đẹp như mơ từ ngày trao nhau hơi thở, trong hơi ấm mặn nồng mơ rằng tình được chăm nối, trọn đời mình chung đôi. Năm tháng vẫn êm trôi, đôi tim vẫn mong đợi ngày ta kết duyên vợ chồng. Một chiều nghe tin anh từ trần trên chuyến xe xuôi Hậu Giang giữa lúc trời mưa giăng lối, niềm đau sẽ tìm tôi. Tan vỡ mộng chung đôi, bơ vơ lẫn lo sợ, càng thương nhớ anh từng giờ. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em mà chốt dần liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262. Khi em lên đây căng của bộ này rồi thì nhìn phê luôn các bạn nhá. Đây, rất đẹp và huyền bí luôn. Đấy. Rồi xin cảm ơn anh em nhé, em xin phép được kết thúc cái video giới thiệu sản phẩm tại đây.